1 triệu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Một cô gái chỉ mới 18 tuổi thôi đã có chồng mà không may chuyện tình cảm đổ vỡ thì quay về nuôi một cái người mẹ này. Thì cô gái nói thì hiện tại cô gái này có chồng, mới sống với chồng được chỉ có 2 tháng thôi, thì thấy mẹ bệnh như vậy rồi thì bên chồng cũng sống không được, thì cho nên đành chia tay với người chồng và về lo một cái người mẹ này. Thì cô gái nói thì chỉ cần lo cho mẹ hết bệnh, cái gì cô gái cũng chịu hết trơn. Nếu mà ai mà bỏ ra một số tiền thì cô gái sẽ nguyện đền đáp và thăng gái cho người đó. Thì đây là một cái sự việc cô gái chia sẻ cho Thanh Trúc và dưới cô chú anh chị. Thì sự việc cô gái nói nếu ai lo được cho mẹ sẽ đền đáp như thế nào. Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ ạ. Gia đình hồi khi nào? Dạ 2021. À, vậy là em lập gia đình lúc đó là còn nhỏ lắm hả? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ 18. À, 18 tuổi là lập gia đình rồi. Hồi lúc đó là em là quen hay là được người ta giới thiệu phải không? Dạ người ta giới thiệu. Uh-huh. Sao người ta giới thiệu mà chịu luôn vậy? Em không biết hả? Đi uh-huh. Bán quán rồi người ta giới thiệu. Dạ. Rồi người ta giới thiệu như vậy rồi cái thấy hợp rồi mình chịu luôn. Ừ. Rồi sao mà tới bây giờ đây không còn sống chung nữa? Anh kia không có lo đầy đủ cho con bé này, thấy vậy em về với đây. Ừ. Là quê chồng em ở đâu gần đây không? Dạ, Cái Cao. Khi em kết hôn là được khoảng bao lâu thì không còn sống chung nữa hả? Dạ, có mấy tháng nè. Rồi chỉ sống được có mấy tháng thôi vậy hả? Lúc đó khi mà giới thiệu á thì có tìm hiểu không em? Có tìm hiểu kỹ không? Là tìm hiểu bao lâu rồi mới cưới? 4-5 tháng. À, 4-5 tháng thì mới bắt đầu cưới. Thì tới lúc về mình mới phát hiện được là chồng của mình không có thương yêu chăm sóc cho gia đình hay sao? Dạ. Là như thế nào em có thể kể rõ hơn cho anh với lại quý khán giả được biết không? Đã như là mình có bầu bị mà không có quan tâm gì hết trơn tới em vậy. Đã như lại bên ông nhà chồng thì chồng nó vậy gì đâu vậy? Thấy vậy thôi em về với đây. Ở đâu vậy? Ông à. Là em thấy chú chồng của mình cũng đối xử với mình không có được chu đáo ha. Dạ. Là lúc đó là em đã mang bầu rồi hả? Dạ. Rồi vậy là từ lúc đó là em về đây em ở luôn hay là tới lúc sinh em bé em mới về? Lúc đó là em về với đây em ở luôn. Là lúc đó là chưa sinh em bé? Dạ. Rồi hoàn cảnh gia đình của mình vậy thấy sao, buồn không? Dạ. Buồn dạ. Sao? Mẹ bệnh lo đủ thứ. Thì hiện tại giờ là chồng em có chu cấp cho con em không? Dạ. Là khi đó mình có ra tòa gì không em? Dạ không, hồi đó em đám cưới không có làm giấy tờ gì hết. À là không có đăng ký kết hôn hả? Dạ. Vậy thì cũng không có ràng buộc về pháp lý. Dạ. Vậy là bé là bên mang họ em luôn? Dạ, bên họ em. Chàng ơi đi mất. Rồi tới bây giờ là cha của các bé có cha của bé nó nhỏ nè, có đến thăm con gì không? Dạ lâu lâu, vài tháng xuống thăm lần vậy. Bây giờ là ba của bé có gia đình mới chưa? Em không biết nữa, tại vì lâu quá em không qua lại, em không biết nữa. À. Sao mà lấy chai nước của cậu vậy cho con? Ủa vậy lúc mà em có nói với anh là em đi làm ở Tiền Giang, vậy thì con của em là ai chăm sóc? Dạ ba em. Ồ vậy hả? Ba em cũng phải đi làm mà. Dạ. Vậy sao chăm sóc được? Đi làm thì ở nhà bà nội giữ. À vậy là kêu bằng bà cố ha, bà cố chăm sóc. Bà cô hả? Ở đây gọi là bà cô. Dạ. Vậy là bà cho bà chăm sóc, nhưng mà bà lớn tuổi về đây rồi chăm sóc con em được, có được không? Thì nó ở trong nhà chơi vòng vòng rồi bà nội bà nhìn tiếp thôi chứ bà hơi giữ cũng không lại đó nữa. Rồi hôm trước tới thì chỉ hỏi thăm về vấn đề bệnh tình với lại gặp bé Thảo thôi. Hôm nay mới biết là Thảo có thêm một đứa con nhỏ nữa cô chú anh chị.
Và cái lúc mà em cho anh hỏi riêng về phần gia đình nhỏ của em trước ha. Là cái lúc mà em khi biết chồng của mình không có lo lắng cho mình nè, rồi thêm cái phần bụng mang dạ chữa nữa mà gặp phải cái tình huống như vậy nữa, lúc đó là tâm trạng của em như thế nào Thảo? Dạ buồn lắm anh. Em có thể kể kỹ hơn cho anh với khán giả được biết không? Lúc đó em cảm thấy bên bển người ta đối xử em tệ quá rồi, không lo đầy đủ này nọ cho em, thế vậy thôi. Em xin nói với mẹ em trở nên em xin về dưới đây em ở. Vậy lúc đó cha mẹ chồng em nói thì sao? Ổng bảo không có cho về, nhưng mà em thấy đi làm, ảnh đi làm không có lo được gì hết trơn rồi, thế vậy. Rồi em không cho về, em cũng trốn em về. Rồi cha mẹ chồng của em thì đối xử với em là có thương em không? Đối xử cũng được thương, nhưng mà thương không bằng người ta, không bằng con ruột của mình. Thì đúng rồi, là cha mẹ chồng thì thương giống như là thương ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ nếu như mà thương là giống như cha mẹ ruột thì cũng không thể nào bằng được. Tại vì cha mẹ ruột thì sống chung với mình từ nhỏ đến lớn, chăm sóc mình, sinh ra mình. Rồi tới bây giờ em có thường hay lâu lâu á có dẫn cháu về thăm ông bà nội không? Dạ không. Thì ông bà nội cũng không đến thăm luôn hả? Dạ không, có hôm bữa cũng cách đây gần nửa tháng có bà nội với cha nó xuống một tháng rồi. Mà em đi làm em không có ở nhà. Rồi bé còn nhỏ vậy mà em đi làm xa vậy rồi bé không có nhớ hả em? Dạ không, nó mến cha em chứ nó không có mến em. Vậy hả? Dạ. Ngon quá, rồi bé em. Bé gái nhìn rất là kháu khỉnh dễ thương luôn của chú anh chị. Rồi bây giờ em về đây là em vừa phải chăm sóc cho mẹ nè, vừa phải chăm sóc cho con, vừa phải lo trong lo ngoài gia đình nữa. Em thấy có áp lực dữ lắm không? Có. Mày như thế nào em có thể kể cho anh được biết không? Lo cho mẹ rồi lo cho con rồi lo đủ thứ trong nhà hết trơn. Mệt mỏi cũng phải gắng cố gắng rồi. Rồi mấy nay mẹ em bệnh tình trở nặng hơn vậy nè, em có ngủ nghe gì được không hay là thức suốt? Ngủ thì ngủ khoảng 1 tiếng nửa tiếng vậy đó. Mẹ kêu thức vậy. Tới lúc mà mẹ mệt quá, mẹ đau thì mẹ kêu hả? Dạ. Lúc mà đi khám ở trong bệnh viện về là người ta có cho thuốc uống giảm đau gì không em? Người ta ra to cho mình mua chứ người ta không có cho. Tại vì không có bảo hiểm người ta không có cho. Là mẹ của em là chưa có bảo hiểm. Rồi hôm bữa là anh có nói là đi mua bảo hiểm đó, là em có mua cho mẹ chưa? Có, em đang đợi người ta làm, khi nào có người ta điện. Thì tại vì cái bệnh tình á thì cần nhất là phải có bảo hiểm, nếu như không có bảo hiểm á chi phí rất là nặng. Dạ. Phải có bảo hiểm mới được. Đây. Bây giờ thấy mẹ bệnh tình nặng hơn nữa nè, phải chống chọi lại với bệnh tật, phải đau hoàng hoại đó, nhìn cảm thấy sao hả Thảo? Thấy tội nghiệp cho mẹ. Mẹ đau quá, em chịu cũng không được. Cũng cảm thấy xót xa ha. Giờ có hàng ngày cầu xin trời Phật xin cho mẹ hết bệnh không? Dạ có, em rất nghe hiểm giấy. Xin sao? Hiểm giấy của quyển tổ ông bà đó phù hộ cho mẹ em mau hết bệnh. Rồi rớt đâu mất không? Dù gì mình cũng ráng tin tưởng Phật trời để cho ông bà phù hộ rồi có thể bệnh tình nó thuyên giảm hơn. Nếu như mình tin tưởng, không có cái này là về vấn đề tâm linh đó, thì mình không phải nói là tâm linh, nhưng mà mình phải tin tưởng Phật trời xíu. Bây giờ cô ấy nằm ở đây chịu chọn gì đây nè? Rồi mỗi ngày vậy là em đút sữa cho mẹ em uống hay là sao? Đút, mẹ không có cầm. Có uống được không? Uống được chút thôi. Vậy là uống cũng cầm chừng vậy thôi. Dạ. Còn thuốc men thì sao hết không? Cái phần cổ bây giờ nó bị đau á, mẹ không có uống thuốc viên được. Bữa hổm thì còn uống được, bữa nay không uống được luôn. Nếu vậy mà cái thuốc hôm bữa anh cho anh gửi cho gia đình á. Em rút ra cái em lấy cái phần bột ở trong á. Dạ. Em pha với nước em cho mẹ em uống. Đừng có uống viên không được, khó uống thì mình làm cách đó. Nhưng mà nó sẽ hơi đắng một tí. Mẹ em không biết mẹ là có chịu ơi được hay không, tại vì uống cái đó thì sẽ hơi đắng.
Rồi khi nãy anh cũng khi anh tới đây á thì biết được là em cũng đang đi tìm việc làm hả? Là em đi làm cái gì? Em xin vô công ty làm. Em xin ở công ty ở đâu? Dạ Cần Thơ. Ừ, từ đây lên tới Cần Thơ cũng hơi xa. Rồi vậy thì em đi tới lui đi về hay làm sao? Dạ đi, em đi rồi em về. Rồi vậy thì mẹ em để nhà ai chăm sóc? Có bà nội với ba. Thôi giờ chị nào em về thì em chăm sóc. Sao em không ở nhà chăm sóc cho mẹ mà lại đi làm? Giờ em ở nhà thì ba đi làm không đâu có bao nhiêu tiền đâu, đủ lo cho mẹ. Con em nữa. Bây giờ gánh nặng là đè lên đôi vai của bé Thảo đây của chúng chị. Bây giờ phải cố gắng đi làm, vừa phải đi làm rồi về đây chăm sóc mẹ nữa. Em nhắm sức khỏe của em có chịu nổi không? Thấy em rất là ốm yếu nè. Không nổi, phải chịu nữa. Ừ. Thì phải giờ cố gắng lên ha, để lo cho mẹ có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Hôm trước á, khi đi đi đưa mẹ vô bệnh viện nè, là chi phí tốn nhiều không hả Thảo? Lúc đó là tốn tổng hết là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 5 triệu mấy, thì 6 triệu. À, là ở trong bệnh viện mấy ngày em? Gần tuần lễ. Bữa xuất viện nó lại đúng tuần. Do đó người ta thăm khám, người ta có chụp hình đồ này kia hết không? Dạ, có chụp hình, siêu âm. Rồi khi hẹn lại 2 tuần hả? 2 tuần là trở lại khám tiếp. Dạ. Nhưng mà tới nay là trễ, hay như trễ vậy là khoảng bao lâu em? Dạ, trễ hơn nửa tháng. Trễ hơn nửa tháng rồi. À, em ẩm bé đi. Đây là lên trên cho tất cả cô chú anh chị mình biết đến cái hoàn cảnh khó khăn đó cô chú anh chị. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị cũng như là quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước quan tâm và thương cái hoàn cảnh của em Thảo á. Thì đặc biệt có một cái anh ở Việt Kiều Mỹ giấu tên gửi cho Thảo 1 triệu và cho Thảo chạy chữa thuốc để cho mẹ Thảo hết bệnh. Dạ thì em cũng hoài cũng cảm ơn anh trai Việt Kiều Mỹ đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Thảo và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe. Thì Thảo em có lời nào muốn gửi đến cái anh trai Việt Kiều Mỹ đã gửi thì 12 triệu 500. Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình của em hồi video trước thì cũng nhận được rất là nhiều tình thương của quý ông bà cô bác, và ngoài những cái lời chúc cho mẹ em sớm khỏi bệnh và những lời động viên thì cũng có rất là nhiều ông bà cô bác thương và cũng gửi một số tiền để cho em có thể chạy chữa bệnh tình cho mẹ, tại vì hình ảnh của một cô gái rất là hiếu thảo luôn cô chú anh chị, có thể làm mọi cách gì đó để kiếm ra tiền lo cho mẹ, thật sự rất là đáng thương luôn. Thì hôm nay mấy anh em trở lại đây để anh công bố cái số tiền của danh sách quý mạnh thường quân gửi cho gia đình của mình ha. À, trước tiên là có mạnh thường quân của bên bạn Thanh Trúc, là một anh Việt Kiều ở Mỹ đã gửi 1 triệu đồng. Còn bên kênh Thanh Nhân Bùi của anh á là có ông bà Út Dư Ga ở Dĩ An, Bình Dương gửi 500.000 đồng. Anh Tuấn Dũng ở Sài Gòn gửi 500.000 đồng. Cô Mai Vũ ở Mỹ 200 USD đổi ra được 5.090.000. Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ gửi 2 triệu đồng. Cô Tuyết ở Sài Gòn 2 triệu đồng. Chị Lê Thị Đào 500.000 đồng. Chú Hai mua heo ở Sa Đéc 1 triệu đồng. Tổng cộng số tiền của bên kênh Thanh Nhân Bùi là 11.590.000. Thì anh làm tròn lên cho gia đình là 11.600.000 ha. Với lại 1 triệu là bên Mạnh Thường Quân bên bạn Thanh Trúc nữa là 12.600.000 đồng. Sau khi nghe số tiền sao? Có bất ngờ không? Dạ bất ngờ.
có vừa không em? Khá cậu nha. Thì anh cũng mong là với số tiền này em có thể đi khám chữa bệnh cho mẹ lại, đi tái khám xem như bệnh tình như thế nào ha. Với lại là mua thuốc thang cho mẹ nữa. Chứ giờ nhìn thấy cô đây không có còn đi được nữa, thấy rất là tội luôn cô chú anh chị. Em cho mẹ muốn sữa là uống sữa gì? Mẹ uống sữa anh xu. Là sữa hộp á hả? Ừ. Chứ không phải mua, sao em không mua lon lớn á mình pha? Lon bự nha, lon bự cha. À. Lon 200 mấy á. Mà mình mua lon lớn thì pha nó tính ra nó rẻ hơn. Đây anh gửi cho em ha. 1 triệu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 triệu 500 600 ngàn. Rồi cảm giác sao khi cầm số tiền này? Dạ, em mừng có số tiền lớn rồi đi khám cho mẹ. Em nghĩ là với số tiền này có thể đưa mẹ đi lên bệnh viện ung bướu khám được không? Dạ được. Thì bây giờ không biết là số tiền đi thăm khám lên tới đó như thế nào và tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà trước tiên thì bên các anh hỗ trợ cho gia đình được với số tiền này. Thì em cứ đưa mẹ em lên trên đó khám. Rồi nếu như có ông bà cô bác thương và hỗ trợ giúp đỡ thêm nữa thì tụi anh sẽ cố gắng làm nhịp cầu nối để hỗ trợ cho gia đình em. Em cố gắng lên ha. Bây giờ trước tiên thì mình cứ đưa mẹ đi khám lại, tái khám như thế nào đi. Phải lên bệnh viện ung bướu là chỗ chuyên khoa thì nó ở đó họ sẽ có được trang thiết bị y tế, nó khám nó kỹ hơn. Cô vui không cô? Hả? Cảm ơn anh. Dạ, vui sao? Nói nghe coi. Vui được đi khám bệnh. À, vui là được có tiền đi khám bệnh ha. Rồi cố gắng lên nha, cố gắng ăn uống thật là nhiều vô cô nha. Mình phải ăn uống nè, rồi á là phải uống thuốc nè, rồi tinh thần phải lạc quan lên nữa nè nha, không có buồn nha. Mấy nay có buồn có khóc không? Buồn khóc hoài hả? Sao chắc là buồn khóc hoài luôn hả? Đừng có khóc nha, khóc bệnh tình của mình càng nặng thêm á nha. Em có thường an ủi mẹ không? Thường thì chắc là em với mẹ em là tâm sự thường xuyên nhất hay sao? Dạ. Em cố gắng lên ha, cố gắng an ủi mẹ nè, động viên mẹ. Rồi cho mẹ ăn uống điều độ vô. Với lại cái thuốc cái nhãi đen anh gửi đó thì em cố gắng rút cái đó ra nha. Dạ. Đâu cái hộp thuốc này em còn giữ được không? Dạ còn. Đây em lấy ra đây để anh chỉ cho. Tại vì cái đó là dạng viên đó cô chú anh chị. Thì nếu như mà mình không có uống viên được, mình sẽ rút ra. Rút ra thì nó sẽ trở thành giống như là dạng bột. Thì uống nó sẽ dễ hơn. Không phải là dễ hơn. Đối với người bình thường thì nó khó hơn, chứ mà đối với cô. Đối với cô thì không uống dạng viên được thì mình sẽ uống dạng đó. Là như thế này nè. Cái này là cái viên đúng không? Dạ. Em không có sử dụng viên, không có uống được thì em rút ra như vậy. Dạ. Tại ở trong này nó là bột. Nè, em lấy tay em. Đây nè. Đó, nó là dạng bột vậy đó. Dạ. Đây là ở trong đó là bột đó cô chú anh chị. Thì bột nén vào cái viên như thế này nè. Nó thì uống pha với nước. Em pha với nước cho nó loãng loãng ra rồi đút cho mẹ uống. Cái vị thì nó cũng sẽ hơi đắng tí. Con ngửi thử coi là với cái mùi gì cô uống được không? Được không? Bây giờ chắc chưa biết đâu, khi nào pha lên uống thử đi rồi biết ha. Cố gắng là em pha cho mẹ uống. Mấy ngày là cho mẹ uống mấy viên? Dạ bữa anh dặn là ngày 3 viên. Sáng 3 chiều 3 chứ. Dạ không? Sáng 3 chiều 3. Đúng rồi. Thì uống vậy đó thì cứ cố gắng lên. Bây giờ em cứ cũng dẫn cho cô uống như vậy ha, là sáng em lấy 3 viên em rút ra vậy đó, cái em pha với nước. Tại vì khi đóng lại là trở thành viên vậy nè cô chú anh chị, cũng khá là tiện cho những ai mà uống viên được á thì tiện hơn, nó đỡ đắng hơn. Còn
Còn ai mà uống không được thì mình sử dụng cách đó ha. Dạ. Đây là cũng là thuốc viên ngải đen đó cô chú anh chị, nó hỗ trợ về ngăn ngừa tế bào ung thư khối u phát tán này, với lại là giúp mình ăn được ngủ được bớt đau nhức nữa, hỗ trợ vấn đề xương khớp rất là tốt, và bao tử nữa. Ừ. Mẹ em cũng bị khối u bao tử nữa đúng không? Dạ. Khối u bao tử thì là bệnh ung thư vùng ngực nữa. Dạ. Ừ. Thì em cứ cho mẹ uống thường xuyên đi. Mấy nay khi thấy uống thì khi đi vệ sinh có ra mùi hôi gì không? Dạ không, có đi đái gì nó ra hơi tanh xíu. Ừ, đúng rồi đó, cái đó là nó đang thải chất độc ra. Dạ. Thì em cố gắng cho mẹ em uống nha. Ừ. Cũng cầu mong sao cho bệnh tình thì cũng không có biết được cô chú anh chị, thì phước chủ may thầy, tại vì bệnh tình của cô hiện tại đang rất là nặng rồi, thì giờ mình uống vô cũng cầu may, thì cũng cầu mong là khi hợp thuốc thì bệnh tình nó sẽ thuyên giảm hơn nha. Ừ. Rồi giờ em nhìn lên đây nè, em có lời nào muốn gửi đến quý ông bà cô bác không? Dạ em xin thay mặt cho mẹ em gửi lời đến quý cô bà ông chú, em cảm ơn hỗ trợ cho mẹ em số tiền được đi khám. Ừ. Em xin cảm ơn. Rồi, thôi cố gắng lên, đừng buồn nữa nha. Dạ, sao bà? Bà qua đây nè bà. À, mắc dễ cháu cố rồi hả? Dạ, sao bà ấy? Khỏe mạnh, sao sống với chồng, với con, với bà. Là cũng mong sao cho con dâu của mình được khỏe mạnh để sống với bà với lại con cháu ha. À. Thôi, bà buồn, đừng buồn nha. Sao khóc vậy? Đó bà, nó vậy hoài không biết làm sao, tuổi thân lấy giá cho con cho thiệt mạnh, nó mừng lắm. Ừ. Bên ai thấy không ăn gì chân, tôi buồn nằm đây, tôi kêu Thảo ơi đo má rồi chạy qua tôi ấy. Dạ thôi bà đừng buồn nữa nha, cố gắng lên. Ừ. Thấy rất là thương luôn cô chú chị, bà cụ năm nay 88 tuổi rồi mà lo cho con dâu của mình là phải rớt nước mắt vậy đó, nhìn thấy cũng